Dạ, xin chào tất cả các bạn quay trở lại kênh Hiếu Xe Đạp Nhật Bản nha các bạn ơi. Hôm nay là đại lễ của đất nước chúng ta nha các bạn. Đó, đại lễ mùng 2 tháng 9 các bạn ha. Đó là đại lễ 2 tháng 9. Rồi em cũng xin chúc các bạn có một mùa lễ thật là nhiều sức khỏe và vui vẻ bên gia đình mình nha các bạn ơi. Rồi hôm nay nhân dịp lễ này em lên cho các bạn một con xe full carbon các bạn. Đây, một con xe full carbon ha. Đó, nhân dịp lễ lên cho bạn một siêu phẩm các bạn ha. Đây, một con xe Cuota của Italia các bạn. Cuota Italia ha. Đó, các bạn đợi em quay chi tiết, em sẽ báo giá, em báo cái size số của con xe này và cái chiều cao có thể các bạn có thể chạy được. Và em báo giá luôn nha. Đó, các bạn đợi em quay chi tiết ha các bạn ha. Rồi. Rất đẹp các bạn ơi, con xe này cực kỳ đẹp. Cuota thì là một con xe này quá là nổi tiếng trên thế giới các bạn ơi. Con xe quá là nổi tiếng trên thế giới đây. Cặp tay lắc của nó nè. Gần như mới luôn các bạn, nó như mới luôn các bạn ơi. Shimano Ultera 6700 các bạn. Bộ tay lắc Made in Japan ha. Đây, bao tay Shimano này. Đó, dây quấn rất là đẹp luôn các bạn ơi. Đây các bạn ơi, dây quấn phản quang 7 màu rất đẹp luôn các bạn. Bộ tay lắc cực kỳ đẹp luôn. Đây, Shimano Ultera 6700, bộ tay lắc này, còn gì để chơi nữa các bạn. Bộ tay lắc này. Nó mới tinh luôn các bạn ơi. Nó mới tinh luôn nha. Đó, bao tay Shimano đây ha. Các bạn ơi, con xe này quá là đẹp các bạn. Hôm nay em quay trong nhà em cho nên là có thể là điều kiện ánh sáng nó không có tốt. Rồi em sẽ cố gắng quay kỹ nhất có thể cho bạn xem. Dàn đầu của Deda. Đây, dàn đầu của Deda Ý nha các bạn ơi, rất là nổi tiếng trên thế giới các bạn ha. Đây, bô tăng Deda này các bạn. Nắp chén cổ của Cuota đây. Chén cổ là carbon ha các bạn ha. Đây, Cuota. Đó, con xe mang màu trắng ngọc trai các bạn, rất là đẹp luôn các bạn. Màu trắng ngọc trai cực kỳ đẹp luôn, những cọng dây nè. Những cọng dây được của Cuota này. Bạn thấy không, con xe cực kỳ đẹp các bạn ơi. Con xe này đẹp lắm nha. Đây, ngàm thắng này Shimano Ultera này. Đó, toàn bộ đều Made in Japan các bạn. Các bạn thấy không? Một chiếc xe nó không khác gì xe mới các bạn ơi. Nhưng mà giá của nó chưa bằng một góc của xe mới luôn các bạn. Đó, con xe rất là đẹp, càng trước carbon đây. Càng trước là bằng carbon này ha các bạn ha. Đó, đây. Ở trước đây có một cái tay mở nhanh của Shimano Ultera này các bạn ha. Rất đẹp luôn các bạn. Đây, bánh bộ của em nó là sử dụng bánh Mavic Cosmic các bạn. Bánh Mavic Cosmic, một cái bộ bánh nhôm rất là cao cấp các bạn ha. Bánh này cao 5 phân các bạn. Một bộ bánh rất là cao cấp. Đó, rất đẹp các bạn ơi. Vỏ của em nó đây. Đây, để em coi cái size vỏ đây. Vỏ của em nó là vỏ Cuota luôn các bạn. Vỏ Cuota Contender. Đó, đây là 700, để em xem là 700 bao nhiêu đây. 723C. 723C đây các bạn. Đó, bộ bánh, bộ vỏ của Cuota luôn nha các bạn, zin theo xe luôn ha. Đó, bộ niền Mavic Cosmic, một cây cam vàng đó các bạn. Cực kỳ là cao cấp luôn nha các bạn ha. Đó, đùm của em nó là đùm Mavic luôn nha. Đùm Mavic luôn các bạn ơi. Đó, chạy chục bạc đạn cực kỳ là chớn luôn các bạn. Con này đi chớn được khỏi bàn. Các bạn nhìn tới những con ốc này nó đều sáng choang như vậy luôn ha các bạn. Đây, những con ốc nè. Đây, không có một vết chạy xước gì luôn các bạn ơi. Cái con xe này các bạn, em nói các bạn là trên con xe này không có một vết chạy xước gì lên trên con xe luôn nha các bạn. Đó, mã là Kama nè các bạn ha. Mã là Kama. Đó, sử dụng chất liệu carbon fiber monocoque. Đó, 12K các bạn, chất liệu carbon rất là cao cấp. Và cái dòng Cuota Kama này các bạn biết cái độ đẹp của em nó rồi. Đó, em bán rất nhiều dòng xe Cuota này trên kênh của em ha, các bạn biết con xe này cái khung dáng của em nó rất là đẹp các bạn, và nó cực kỳ là nổi tiếng trên thế giới luôn ha. Đây là cái bộ giấy tờ của em nó ha các bạn. Bộ giấy tờ của em nó thì các bạn mua xe thì em sẽ gửi kèm luôn nha, đều có mộc đỏ đầy đủ luôn các bạn ha. Đó, bộ giấy tờ các bạn mua xe em sẽ gửi kèm cho các bạn cái bộ giấy tờ luôn ha các bạn ha. Đây, cái gọng nước nè, gọng nước nè, gọng Bontrager các bạn. Gọng Bontrager, một cái gọng chính hãng của Mỹ các bạn. Cái gọng này các bạn mua không hề rẻ tiền các bạn, gần cả triệu một cái gọng này ha.
rất đẹp các bạn ơi. Đây các bạn nhìn rõ em trên cái khung sườn con xe này hoàn toàn không còn vết chạy xước luôn các bạn ha. Con xe nó mới tinh các bạn, con xe nó mới tinh luôn. Đây Khama ha, đó đi giảm sườn các bạn ha, cúc yên của em nó đây đó, các bạn thấy không, cúc yên này không có một vết chạy xước luôn. Yên của em nó là yên cua ta luôn nha, cúc yên carbon các bạn ha, yên cua ta zin theo xe rất là mới luôn các bạn. Đó, yên rất là mới luôn ha, yên là rất đẹp luôn các bạn ơi. Con xe này quá đẹp các bạn ha, con xe này cực kỳ đẹp. Đây các bạn, dò dĩa là dò dĩa Shimano Ultera các bạn ha, pedal Shimano đây, pedal Shimano màu trắng rất là đẹp luôn các bạn ha. Đó, pedal cực kỳ đẹp luôn. Đó, dò dĩa Shimano Ultera sử dụng trục bạc đạn ha các bạn, trục rỗng bạc đạn ha. Đây cái dò này quá đẹp các bạn ơi. Đó, bạn coi khung sườn của em nó cỡ này các bạn ha, khung sườn nó cỡ này thì còn gì nữa các bạn. Cua ta đây ha, đây đó, ngàm thắng của em nó đây các bạn, ngàm thắng Shimano Ultera đây ha, không có một vết gì trên ngàm thắng luôn, rất là đẹp luôn. Những con ốc nè sáng trưng luôn các bạn ha. Đây cái ngàm thắng cực kỳ là đẹp luôn các bạn, con xe này quá là đẹp các bạn ơi, cực kỳ đẹp. Đó, bánh sau đây, bánh sau cũng là bánh Mavic Cup Mix, Mavic Cup Mix một cây cam vàng các bạn ha. Đó, một bộ bánh nhôm cực kỳ là cao cấp luôn các bạn, Mavic Cup Mix. Vỏ của em nó cũng sử dụng vỏ cua ta luôn các bạn, 723c, vỏ cực kỳ là còn là đẹp luôn nha các bạn, rất là đẹp luôn, nó mới tinh, vỏ mới tinh luôn nha các bạn ha. Đó, đó, trên cái vỏ đều có số seri hết luôn các bạn ha, zin theo xe. Đó, đây mở nhanh Mavic đây, đùm nè, đùm em nó là đùm bọc carbon ha bạn, đùm bọc carbon. Đó, trục bạc đạn cối nổ các bạn ha. Đó, rồi các bạn đợi em quay chi tiết cái phần bên đây, sau đó em sẽ test chớn con xe cho bạn xem ha. Đó, con xe rất là đẹp nha các bạn. Đây các bạn, con xe nó trắng tinh luôn các bạn ơi, càng của em nó nè, càng rất là đẹp luôn các bạn ơi, càng cực kỳ đẹp luôn nha. Đó các bạn thấy không, những cái nút cua ta nè các bạn, đó, những cái nút cua ta zin theo xe rất là đẹp luôn. Cua ta Khama các bạn ha. Đó, các bạn mà thấy cái clip này thì các bạn phải mua nhanh các bạn ơi, con xe này rất là đẹp các bạn. Đó, đây cua ta đây, con xe này rất là đẹp nha. Hồi nãy bây giờ em quên báo cái size của con xe này, con xe này cái size đứng của em nó là 48, ngang là 53 các bạn ha. Các bạn từ 1m65 tới 1m75 các bạn chạy con này. Đó, 1m65 tới 1m75 các bạn ha. Đây, khung sườn của em nó đây, em quay rất là cận cảnh và rất là rõ chi tiết và sắc nét các bạn ha. Rất là rõ chi tiết và sắc nét và cận cảnh luôn các bạn. Đó, đây cua ta này các bạn ha, yên của em nó đây, yên cực kỳ đẹp luôn. Đó, con xe cỡ này thì còn gì nữa các bạn ơi, con xe cỡ này thì còn gì nữa, con xe nó quá đẹp rồi cỡ này rồi các bạn ha. Đó, rồi bây giờ em sẽ quay cái bộ dò dĩa bên đây cho bạn xem ha, sau đó em sẽ test chớn cho bạn xem. Đây cái bộ dò Shimano Ultera, đó toàn bộ là made in Japan các bạn, bộ Shimano Ultera đây. Đó, 6700 các bạn ha, đây là 6750, pedal này, pedal Shimano các bạn, pedal nó đẹp cỡ này các bạn ơi, pedal trục bạc đạn luôn. Cái sàn dĩa này nó sáng trưng luôn các bạn ơi, nó cực kỳ là đẹp luôn nha. Đó, cái bát nè, cái bát của cua ta luôn nha các bạn. Đó, cái cọng dây sơn cũng là dây sơn Shimano Ultera luôn các bạn ơi, dây sơn này, dây sơn này cũng sử dụng trục nè, trục rỗng luôn các bạn ha, dây sơn cực kỳ đẹp mới tinh luôn. Đây các bạn coi những cái mắt dĩa này nó còn đen luôn các bạn ơi, nó còn cái vết, nó còn cái sơn đen của nó luôn ha. Đó, các bạn biết con xe này hình như là nó chỉ đậu thôi chứ nó không có chạy luôn các bạn ơi. Đó, con xe quá đẹp. Đây các bạn, rồi em đếm tới bộ clip của em nói cho các bạn xem, 2 4 6 8 10. Rồi em nó đi một bộ rút là Shimano Ultera 6700,
thì em nói sẽ đi với 10 clip các bạn ha. Clip của em nó cũng là clip Shimano Utera luôn nha. Và cái bộ clip này là đều Made in Japan các bạn ha. Đó, nó mới tin luôn các bạn ơi, nó mới tin cỡ này các bạn. Con xe này các bạn lấy thì các bạn khỏi suy nghĩ luôn. Đây các bạn ơi, cái cùi sang clip của em nó nè. Đây, cái cùi sang clip nó mới cỡ này các bạn. Quá đẹp các bạn ơi, nó mới tin luôn, tới những con ốc này nó đều mới tin luôn các bạn. Những con ốc nó đều mới tin luôn ha. Đây cái cùi nè, các bạn coi cái bánh răng của nó nè. Cái bánh răng nó mới tin cỡ này luôn các bạn ơi. Đó, còn gì bằng một con xe này. Con xe này còn gì bằng nữa bạn, con xe này nó quá đẹp các bạn ơi. Đó, con xe này nó quá đẹp luôn. Shimano Utera 6007 các bạn ha. Full bộ Made in Japan. Rồi bây giờ em sẽ bắt đầu em test chớn cho các bạn xem ha. Em sẽ bắt đầu em test cái chớn của em nó cho bạn xem. Đây, em bắt đầu quay ha bạn. Đó các bạn thấy không? Đó. Cối nổ của em nó thì các bạn xem. Cối nổ cỡ này các bạn ơi, bánh của em nó đi nè. Cực kỳ là chớn luôn các bạn ơi, bánh đi quá chớn các bạn ha. Cái bánh em này đi quá chớn luôn các bạn. Nó cái bộ bánh của Mavic Cup Mix một cái tâm vàng các bạn biết rồi. Cái cối nổ của em nó là cực kỳ là hay luôn các bạn ơi. Đó, bánh đi rất là chớn các bạn ha. Đây. Kìa quá đẹp các bạn ha. Đó các bạn thấy không? Con xe đi chớn cỡ này các bạn ơi. Con xe này phải gọi là quá đỉnh, siêu đỉnh rồi các bạn. Đó các bạn, từ 1m65 tới 1m75 các bạn lấy con này các bạn chạy là khỏi suy nghĩ luôn các bạn ơi. Rồi em xin phép em thắng cái bánh lại ha. Em dừng cái bánh lại cho nó đỡ ồn. Đó. Các bạn từ 1m65 tới 1m75 các bạn lấy con này các bạn khỏi suy nghĩ luôn. Con này xe này quá đẹp. Từ trên xuống dưới không có một vết chạy xước luôn các bạn. Rồi con xe này em xin phép báo giá. Con xe này em bán hơn 30 triệu các bạn. Đó, hơn 30 triệu nha. Rồi các bạn nào quan tâm tới chiếc xe này thì alo cho em Hiếu 0975158377. Đó cũng là số Zalo luôn nha các bạn. Số điện thoại em cũng có để dưới phần tiêu đề luôn. Các bạn quan tâm thì alo em nha. Đó, nhân dịp mùa lễ thì bà lên cho sống cho các bạn một con siêu phẩm này. Em bán giá hơn 30 triệu. Đó, rồi. Clip đã dài các bạn ơi, em xin chào tạm biệt tất cả các bạn nha. Hẹn các bạn những video clip sau. Chúc các bạn có một mùa lễ thật là vui vẻ bên gia đình nha các bạn. Chào tạm biệt tất cả các bạn. Bye bye.